Đi hết nhiều nhất thương lắm ba ơi. Thương Chết được luôn chứ ở đó. Sao vậy, tôi có té được đâu con? Nghe dịnh con mà. Anh sợ sợ, hả? sợ té ba. Sợ té cái đâu sợ Về con. báo mà được không? Thương nha. Không có gì bị bỏ con đâu mà con lo. Bỏ không, mẹ bỏ không? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Giữa anh với con em chọn ai? Anh khỏi cần phải hỏi em, anh cũng biết câu trả lời của em rồi. Chọn anh. Tất nhiên là hai cha con của bay rồi. Tụi Tại bay hả vì mày? Ủa em nói chuyện chị với con hả? Kêu tụi nó qua phụ anh chuẩn bị like nè. Ý Ba mày thật là bên kia. mấy cái đồ vỡ quá trời, con nó ăn mới quỳnh. Đâu để tụi nó ăn dần dần đi chứ. Nhà đang nữa. Đèn ở đâu, đèn ở đâu vậy? Thương quá hả? Hãy chưa, tôi mới thấy con mũi rõ ràng mà. Đâu mũi sao? Con mũi yêu nghiệt. Em dám cắn mũi không? Em là em con kiến á, em giết nó mà nó không có cái xác để nó chôn luôn. Sao vậy? Quặn hết tay thành mây khói luôn. Ghê vậy? Để làm cái gì? Trời ơi, trả thù cắn con em. Ghê vậy? Em tìm chưa tìm được hung thủ đây nè. Em là con mày ra con quỷ mà dữ vậy? Em tìm được chưa tìm được hung thủ cắn con em hai đớp nè. Bao giờ con hả? Thấy là tụi nó chết. Sao mà em ác gì mà chết tư liền. nhờ giờ em thương nó nhất hả? Không có, ba đứa. Thôi tôi thấy là dạo này thương nó quá trời rồi đó. Tại vì con còn nhỏ, con chưa thích đi mà. Mẹ phải ổng con chứ. Gì cũng chữ nhỏ chị hết trơn. Bậy rồi nha. Em ló la nó xong vậy đó. Xong rồi tối ôm em hung đó. Xin lỗi nó hả? Mấy mẹ con chuẩn bị tối nay phụ anh nha. Ôi giời ơi, Vân nè à. Vâng ạ. Nó trời. Đáng giờ anh quay mấy clip em có mặc có bộ đồ đó. Anh Kệ. nhớ bóp sang kẻ nha. Nếu không vỡ nữa. Sáng giờ em bao nhiêu clip à? Bao clip vậy? Cho công ty kêu quay liên tục mà. Tại vì mấy chị đang thương em bé quá. Cho nên phải quay để mà phục vụ văn nghệ cho mấy Tắt chị. cười kìa, tắt cười kìa, Cười chưa? Trời. Cho cô ba. C. Sao hay ra dễ quá. Sao hay ra dễ vậy? Con muỗi nó cắn con hả? Tức ghê luôn. Mụn là muỗi. Làm gì có mụn. Thương không? Thương dữ không? Mấy cái thương Thương chết. dữ dằn không? Chết luôn. Ba không có suy nghĩ gì hết trơn. Hàng phí nha. Anh nghe, anh nghe. Anh nói anh sao lên cái gì? Nói chuyện á. Ba hương lắm á. Xạo, thấy ba hùng đâu. Thôi đâu không sợ đau em. Hồi đó bà Quỳnh ba không có thích con trai. Mà giờ đẻ xong ba mê chết luôn. Ba mê như điếu đổ luôn. Mê lắm à. Mê. Rồi. Thấy con trai sao này ha, đi đâu cái kêu nó chở đi. Thấy con ha. Vậy đâu có chở mẹ đi, mẹ bệnh cái con chở đi khám bệnh ha. Nó cũng lớn sẵn mẹ gái thì ở đó. Gia nó hồi xưa cũng vậy, mình phải chấp nhận thôi. Mẹ gái vẫn bỏ mẹ nó, mẹ già. Cái đó là chuyện lẽ nhiên rồi. Không có thể làm mà không không được, đúng không? Chạy nó dắt gái về nhà chơi cũng được. Bạn gái chứ các bạn gái chơi với mẹ cũng được. Mẹ cho qua đi ở nhà mình luôn. Mẹ cho mẹ chịu. Quá trời. Ông nhớ là hồi quá khứ ngày trẻ. Hàng này chắc mốt nó thiệt á, nó hư do em á Quỳnh. Sao? Thấy cái mồi của em này em cưng nó quá. Rồi em vuốt sẵn cái roi để rồi kìa. Tén mấy một cái là ăn đòn nó mong liền. Nó đòn không? Nó đòn luôn. Lì là ba dứt liền nha. Ba dám. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Cưng lắm á. Chị Ngọc á. Thấy không? Nó muốn ta hoài à.
Ơi, cái mùi nước miếng nó thơm á anh. Dạ. Và hử mùi nước miếng anh nè. Ba bị điên rồi. Nó chưa một răng á, nó thơm á. Thơm không? Anh chưa một răng nè. Răng nanh á. Tết nay là đi lì xì được rồi nha. Hả Quỳnh? Mẹ sắm cho cái bóp. Trai bị đổ bóp điên. Ủa, con trai phải có bóp chứ vậy? Con gái là cái túi. Thôi bà. Thôi bà cho chữ cái bịch. Mà nhà mà nó chơi với ai đâu. Bởi vì nghe ba nó cũng hết hồn. Giờ năm nay đâu có về nội đâu. Bà cố. Bà cố chết rồi. Tê vui à. Thiệt luôn á. Năm nào cũng đi có chỗ đi về. Năm nay không có. Giờ bà cố mà không mà cố Hương lắm á. Cố Hương cháu lắm. Buồn ha. Gần Tết tới nơi rồi. Xuân đã đến bên anh. Giáng xuân thật đẹp. Xuân đã đến bên người. Xin người hãy vui cho xuân. Tết 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 là tết tà tết. Có bé chim nụ này hứa chờ. Có tết tết tà tết là tết. Rồi nhầm bánh bánh chân mới. Cái miệng á. Thôi hết chuyện. Đi. Dạ. Về tắm rửa, lấy chim. Mấy giờ? Vậy? Em định đi bún riêu ăn, thấy bụng quá. Dạ. Yeah. Đi mình thôi nha, đừng chở đùm la thôi nha. Anh đang không đi bà già? Không. 15.000 bịch. Thôi, tờ gơ. Ăn này chừng nào mới giàu Quỳnh. Nghe nó chồng, sáng giờ em cho anh ăn cái gì em nói nghe coi. Sáng giờ em không làm cái gì trong nhà ăn luôn á. Tiền thì gửi về liên tục. Đang ngủ cái chồng ơi, em yêu chồng quá chồng ơi. Em mới vô tiền nè chồng ơi, cảm ơn chồng. Thấy không, mình không cho ăn cái gì luôn. Anh ăn kiêng chứ bộ. Kiêng. Ăn ba củ khoai lang. Sáng về em ăn củ hai củ khoai lang. Giờ cái xong cái em đi mua tôm đi 15.000. Vậy em ăn cái em ngủ tới tông mấy cái sáng luôn. Đã vậy, trời đất ơi. Chết được. Cứu tôi rồi. Hồi mai mốt hả, mà con dâu mình nó coi clip là hai chồng mình chắc sợ quen con mình lắm. Sao vậy? Thấy chùm sò. Mình chùm sò bản thân mình thôi chứ đâu có chùm sò cho con đâu. Áo đấy con ơi mặc nè, áo nhiêu tiền, báo giá coi. Cái áo nó mặc nhiêu tiền? 99. 99 ngàn à? 499. 499 ngàn. Đâu mày mặc áo gì nữa coi coi. Áo gì Quỳnh? Da là. Đâu? Nó da là đâu? Đâu? Dữ vậy trời đất cơ. Thấy không? Mẹ là ti mặc 35 ngàn nhưng mà con là phải mặc đồ xịn nha. Ừ. Cái cài tóc bà 20 hết hồn. Nhiều? 999 ngàn. Cài tóc của bà hả? Tụi em đó. Hết hồn luôn á. Đó, nhiều khi quý vị thấy em dơ dơ trên phim trường, quý vị thông cảm nha, tại ba đứa con rồi. Cho nên đó, nhiều tiền dặm vô con hết. Đây, quý vị coi em đây. Ghê không? Thấy ghê không? Ba mày tiếu ghê á. Này, thấy không? Con em đây. Đẹp trai chưa? Đẹp. Bỏ băng. Cho nên nhiều khi người thấy em su su người thông cảm nha, tại vì con có nhiều dặm cho con hết rồi. Xe cái ba một người đi. Ba bất. Ai kêu. Nhiều chuyện dễ sợ với ba. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.